Công ty cổ phần đá mài Hải Dương Damah, tiền thân của nhà máy chế tạo đá mài Hải Dương, được thành lập năm 1966. Đây là nhà máy đầu tiên của Việt Nam trong ngành chế tạo đá mài. Có được thành công như ngày hôm nay, Damah đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và nỗ lực không ngừng nghỉ. Sự cố gắng đó được ví như những hạt mài được nhiệt luyện từ tinh thể quặng sâu trong lòng đất, chịu sức nóng hàng nghìn độ để trở nên cứng rắn như kim cương. Trải qua hơn 57 năm xây dựng và phát triển, Damah đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm đá mài, đá cắt, hạt mài tại thị trường Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Bằng sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, sản phẩm đá mài Hải Dương đã được phân phối đến 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Đến nay, Damah vẫn không ngừng đổi mới và sáng tạo để mỗi sản phẩm dịch vụ mà công ty phân phối đều đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Từ đơn hàng đơn chiếc đến các đơn hàng số lượng lớn đều được Damah chỉn chu từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại đến khâu đóng gói và giao hàng nhanh chóng. Điều này đã giúp Damah ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng đối tác và khách hàng trên toàn cầu. Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động công ty cổ phần đá mài Hải Dương xin gửi tới quý vị, quý khách hàng, quý đối tác trong và ngoài nước lời chúc mừng năm mới thật nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Năm 2024 sẽ là một năm Damah bứt phá để trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong khu vực về sản xuất và chế tạo đá mài, hạt mài. Chúng tôi định hướng sẽ mở rộng thị phần sang các nước trong khu vực và quốc tế. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị, quý khách hàng, quý đối tác, nhà phân phối năm mới mã đáo thành công, vạn sự như ý.